Chiều 26 tháng 2, Thái Lan xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó có một nam sinh 8 tuổi bị lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Sukhum Kanchanak Imai, thư ký thường trực của Bộ Y tế Thái Lan, cho biết cả 3 ca nhiễm mới là công dân nước này. Trong đó, một cặp vợ chồng vừa trở về từ đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, sau đó lây cho cháu trai 8 tuổi. Cặp vợ chồng du lịch đến đảo Hokkaido từ ngày 16 đến 20 tháng 2. Ngày 23 tháng 2, người chồng đến khám tại Trung tâm Y tế Peke Bangkok vì ho. Khi bác sĩ hỏi có đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây, người đàn ông đã phủ nhận. Đến đêm 24 tháng 2, ông lên cơn sốt, phải nhập viện và thừa nhận từng tới Nhật Bản. Ông được cách ly và xét nghiệm nCoV, kết quả dương tính. Trước đó, ông đưa cháu trai 8 tuổi đi học và lây nhiễm cho cháu. Trong lớp học, cậu bé tiếp xúc với 29 học sinh và 11 giáo viên. Chiều 26 tháng 2, trường Phraharuthai Chongwan Bangkok, nơi cậu bé theo học ra thông báo đóng cửa trong 2 tuần vì lo ngại sự lây lan của COVID-19. Toàn bộ học sinh và nhân viên nhà trường đang được xét nghiệm nCoV, hiện chưa có kết quả. Cha của em cũng đã được xét nghiệm nCoV. Mặc dù kết quả âm tính, ông phải cách ly tại nhà trong 14 ngày. Trường hợp nam sinh 8 tuổi cho thấy dịch COVID-19 tại Thái Lan đang ở giai đoạn lây nhiễm trong cộng đồng. Người dân Thái Lan đeo khẩu trang, xếp hàng để lên thuyền qua sông Chao Phraya ngày 25 tháng 2. Ảnh AFP. Bộ trưởng Giáo dục Natarphon Thiphuan yêu cầu giáo viên, học sinh trở về từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore tự cách ly ở nhà trong 14 ngày. Ngoài ra, Thái Lan cũng xếp Macau, Italy và Iran vào nhóm khu vực có nguy cơ nhiễm cao. Cha mẹ của học sinh này cũng nên đề xuất với cơ quan của mình để ở nhà chăm sóc con cái và để đảm bảo không nhiễm hoặc lây bệnh cho cộng đồng, ông Natarphon nói. Đến chiều 26 tháng 2, Thái Lan ghi nhận 40 ca nhiễm nCoV, 2 trường hợp nghi nhiễm và duy trì lịch học bình thường đối với học sinh các cấp. Vừa qua, Nhật Bản phát hiện 3 học sinh dương tính nCoV, trong đó có một trẻ mẫu giáo ở Saitama và 2 anh em ở một trường tiểu học tại Hokkaido. Đây là lần đầu tiên có trẻ dưới 10 tuổi nhiễm bệnh tại Nhật Bản. Thanh Hằng Tú Anh, theo Bangkok Post, khảo sát in Leaflet Blog Ask, Why?